Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trước khi lên sân khấu thì con thấy khá là run, tại vì con chưa bao giờ chia sẻ câu chuyện này với bố mẹ hay là những người trong gia đình, mà chỉ nói chuyện với những người bạn mà cũng có em như con thôi ạ. Mình là Nguyễn Mai Phương, học sinh lớp 6A5, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh. Đầu tiên cho hỏi ở đây có ai là em út trong gia đình không ạ? Mọi người thấy là làm em út sướng hay khổ ạ? Làm chị sướng hay khổ ạ? Thì mình có rất là nhiều người bạn làm em trong gia đình và các bạn ấy bảo là làm chị rất là sướng. Được nói em thế này thế nọ ở thế kia, thế nhưng mà theo mình thấy là làm chị cả không sướng chút nào. Làm chị, đặc biệt là chị cả rất là khổ. Thứ nhất là nhiều lúc mà bố mẹ bảo mình trông em, mình có hai em thì hai em là cãi nhau, thì mình nhiều khi là phải đứng ra giải quyết nhưng mà hai em không nghe. Và đặc biệt là em út thì hay dỗi và hay khóc. Con là có rất là nhiều đồ chơi từ hồi bé và bây giờ vẫn để lại. Từ đồ chơi của con rồi đến của anh chị cho, của hai em nữa, cộng lại thì nó ra mấy thùng liền. Và khi các em lấy ra chơi thì các em luôn đổ hết và chơi xong thì không bao giờ dọn. Con cảm thấy rất là bức xúc, tại vì mình không chơi mà mình vẫn phải đi dọn. Nhiều khi phải làm bài muộn, dẫn đến việc là làm xong muộn, thế là bị bố mẹ nói là ham chơi, không làm bài mà chơi. Mình thì có giải thích nhưng mà thường thường bố mẹ không nghe và bảo là nghỉ biết. Từ trước đến giờ thì con thấy là làm chị chưa có cái gì là vui cả. Bao nhiêu cái nhược điểm của mình thì bị bố mẹ nói hết ra. Mình có rất là nhiều nhược điểm và khi mà bố mẹ giảng bài cho em thì toàn lấy cái nhược điểm đấy ra để nói về em. Còn những cái ưu điểm thì mẹ không quan tâm. Thật sự là mình cảm thấy rất là bức xúc. Cả bố, cả mẹ đều là em út thì mới không hiểu được cái áp lực của cả người chị, người anh. Thế lúc mà bố mắng con thì bố có nghĩ là con buồn không ạ? Lúc mắng thì sẽ không nghĩ, nhưng mà sau khi mắng xong thì biết là con buồn. Thì ra bố lúc mà mắng thì để mong con là sẽ cố gắng hơn để vai trò của chị cả, để cho các em cùng nhìn nhận vào để nói gương. Nhưng mà bố có mắng con thì bố toàn mắng trước mặt các em thôi, thế lúc ấy bố có nghĩ là cái lòng tự trọng của con bị vứt vào sọt rác không ạ? Bố xin lỗi con. Con mong là sau cái câu chuyện này, nó chỉ là một câu chuyện ngắn thôi, và con mong là bố sẽ hiểu được con hơn. Và mong là những người làm em sẽ hiểu được anh chị của mình hơn, tại vì họ có cái áp lực của riêng mình. Nhiều lúc người lớn thường bảo là anh chị lớn hơn thì phải nhường em, anh chị lớn hơn thì phải biết điều và ban em, không phải phải gương mẫu như thế này thế kia. Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là con người, cũng chỉ là một đứa trẻ con, thế nên không thể hoàn hảo được. Mình mong là các bạn sẽ thông cảm cho anh chị của mình. Bố rất tự hào về con. Mai Phương ơi, chị cũng muốn có chia sẻ một chút với Mai Phương. Không chỉ ở trong phim Về Nhà Đi Con chị là một chị cả đâu, mà ở ngoài chị cũng là một chị cả. Và chị cũng có một người em trai thua chị những 9 tuổi cơ. Tất cả tình cảm của bố mẹ dành cho em chị hết. Cũng giống như Mai Phương, có một khoảng thời gian áp lực rất nhiều khi mà mình là một người chị này, mình phải gương mẫu này, thậm chí là mình còn phải ăn thật nhiều để cho em bắt chước. Đến bây giờ thì chị muốn chia sẻ với Mai Phương rằng là bố mẹ có mắng mình thì nhưng mà đấy là bố mẹ rất là muốn mình sẽ là một người trưởng thành hơn, có thể là chỗ dựa được cho em mình nhiều hơn.
em đừng đặt những điều đó là áp lực cho chính mình. Kể cả việc học hành, ai cũng có những sai lầm, và chắc chắn là bố mẹ em, những người lớn rất hiểu điều đó. Sau hôm nay thì em và bố mẹ sẽ bình tĩnh hơn để trao đổi những cái quan điểm của em dành cho bố mẹ. Và em là một người chị rất là tuyệt vời. Chắc chắn là một ngày mà em trưởng thành hơn, em sẽ cảm thấy rất là tự hào vì em được làm chị cả. Bởi vì mình là chị cả, mình oai nhất ngà luôn. Mọi người hay nói là anh chị là phải nhường em, nhưng mà mình thấy có làm anh, làm chị hay làm em thì đều là con của bố mẹ, thế nên là mong bố mẹ sẽ luôn công bằng. Và em cũng hy vọng rằng là bố mẹ cũng sẽ lắng nghe con cái nhiều hơn và gần gũi với em nhiều hơn để em cảm thấy là mình không cô đơn, được không ạ? Nhất trí. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình. Chị làm em út nhưng mà cảm ơn yêu chị của chị. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn bố.